Xin chào anh em, mình là Hợp. Hôm nay mình có về được một chiếc Maurice Lacroix. Phải nói là đây là một trong những chiếc mà mình cũng mong mỏi mà nó có sale từ rất lâu rồi. Trước đây mình đã trên tay cho anh em một chiếc Maurice Lacroix Masterpiece và dòng Square Wheel, nhưng mà trước đó là mặt đen. Còn hôm nay mình sẽ về ở đây là một chiếc mặt trắng, và chiếc này là mới 100% với cái mức giá cực kỳ ngon anh em nhé. Thì đợt này nó có sale nên giá rất tốt. Chiếc này giá retail hãng vào khoảng 9.900 đô la, tức là khoảng 230 triệu nếu mà chưa thuế ship, vì nếu mà ship về thì nó khoảng 245 triệu gì đó. Còn trước đây mình đã bán chiếc mặt đen kia với giá qua sử dụng là khoảng 120 triệu, 115 triệu, và sau đó có quay đầu một lần và bán với giá gần 100 triệu. Còn với chiếc này mới 100%, chiếc cũ kia mình bán là không có hộp sổ thẻ gì cả, chỉ có đồng hồ, nó màu đen. Còn với chiếc màu trắng này có mức giá rất là tốt mà nó lại full box mới 100%, thì mức giá mà mình đưa ra cho chiếc này đang rất cực kỳ tốt tại thời điểm hiện nay. Nó chỉ có 98 triệu thôi, thì đây là mức giá rất là tuyệt vời, kèm theo chế độ bảo hành 3 năm bên mình. Anh em có thể là tham khảo video này để xem và quyết định mua giúp mình. Hàng hiện tại mình chỉ mua được 3 chiếc, một chiếc hai chiếc về trước Tết và sẽ có một chiếc là về sau Tết. Nên nếu như anh em có nhu cầu thì anh em nên cân nhắc giúp mình. Chúng ta sẽ có một cái hộp rất là dài. Đây là hộp đời mới và các bạn thấy là nó được làm hoàn toàn bằng gỗ và nó làm gỗ sần. Ở dưới này thì chúng ta sẽ có một quyển sổ, và một quyển sổ này thì nó sẽ là sổ hướng dẫn sử dụng chung của tất cả các dòng Maurice Lacroix hiện tại. Đó, các bạn có thể xem, đây là quyển sổ chung của các dòng hiện tại luôn. Ở phía trong thì chúng ta sẽ có, ở trong cái hộp dài này thì các bạn thấy là nó sẽ được có thêm một cái, đó là travel case. Và cái travel case này thì thực sự mình thấy nó cũng rất là đáng tiền. Nếu mà chúng ta mua chiếc này thì chúng ta sẽ có một cái travel case để chúng ta mang cái đồng hồ của chúng ta đi. Mỗi khi mà chúng ta đi nước ngoài thì chúng ta sẽ kẹp nó vào đây. Ví dụ chúng ta đeo hai ba cần mang 2 đến 3 chiếc đồng hồ thì cái travel case này nó sẽ rất là hữu dụng. Ở phía dưới thì mình sẽ có cái tag của dòng sản phẩm này, và tag của dòng sản phẩm này thì như các bạn thấy ở đây thì nó sẽ có mã là MP7158SS001-1011, và cái này thì nó sẽ ghi rõ ở đây là hand wire, tức là chiếc này sử dụng cót tay với thân thép không gỉ, kính sapphire, và độ chống nước của nó là khoảng 50m. Đó, mình sẽ trên tay em nó để cùng show cho anh em chiếc Square Wheel rất là đặc biệt và đẹp. Đây là chiếc Maurice Lacroix Masterpiece Square Wheel mà mình muốn show đến anh em có thể thấy ngay tại sao nó gọi là Square Wheel, vì ở đây nó đang có một cái bánh xe hình vuông, và Square Wheel tiếng Anh nó chính là bánh xe hình vuông, và đây chính là kim dây của chúng ta các bạn ạ. Nó được gắn với một cái bánh xe nữa hình bông hoa ba cánh, và các bạn có thể thấy là những cái chi tiết mà cơ khí này nó được sâu trên bề mặt của chúng ta, là nó kết nối với nhau, nó kéo nhau chuyển động rất là đẹp. Và cái kim dây của chúng ta thì sẽ có một cái mũi tên màu đen ở đây ở giữa để chúng ta chỉ. Ví dụ đây đang đến là 10 giây này. Đó. Phải nói là đây là một cái thiết kế cực kỳ độc đáo và đẹp và nổi tiếng của Maurice Lacroix, và nó cũng là một trong những cái đồng hồ mà làm nên tên tuổi của Maurice Lacroix. Và khi các bạn đeo chiếc đồng hồ này trên tay thì phải nói là cực kỳ tuyệt vời để khi mọi người có thể nhìn thấy cái cơ cấu này ở phía ngoài. Là một chiếc cót tay cho nên là nó sẽ rất là hữu dụng khi mà nó có một cái kim cót, và như ở đây các bạn thấy ở phía bên phải là chúng ta sẽ có một cái kim cót này. Đó, và khi mình lên cót tay này các bạn sẽ thấy là kim cót nó bắt đầu chạy, và khi nó chạy đến góc 3 giờ thì nó sẽ là cái góc mà có cót lớn nhất. Đó. Các bạn với cái cót tay thì các bạn chỉ nên vặn cho đến lúc mà chúng ta dừng thôi. Ở đây nó còn đang còn một lớp siêu cho nên là các bạn nhìn nó sẽ không được chuẩn xác như là khi mình bỏ, nên mình sẽ bỏ cái lớp siêu này ra để cùng show cho anh em. Đó, các bạn thấy là khi mà bỏ cái siêu ra thì thực sự là cái bánh xe với là bộ kim của chúng ta, bộ kim cọc của chúng ta rất là tuyệt vời. Đấy, mình đang mân mê, mình đang quay tay nó như này, gọi là quay tay các bạn nhé. Và khi đến gần cái mức đầy thì cái cót này của chúng ta nó sẽ nặng hơn một chút.
và nó sẽ khi mà nó đầy thì nó sẽ kịch cót luôn, các bạn sẽ không nên vặn nữa. Đó, các bạn có thể thấy là Maurice Lacroix thiết kế chiếc này rất là đẹp. Đó, đầy rồi các bạn ạ. À, chiếc này thì sẽ có cái thời gian tích cót lên đến là 45 giờ. Nó sử dụng máy là ML156, một trong cái bộ máy mà cực kỳ đỉnh cao của Maurice Lacroix. Chúng ta sẽ có một chiếc đồng hồ với size là 43 mm, tuy nhiên lắc tu lắc của nó rất là cụt. Lắc tu lắc của chiếc này chắc là chỉ khoảng 48 đến 50 mm thôi. Thì với cái lắc tu lắc như vậy thì tay các bạn chỉ cần khoảng 16.5 là chúng ta đeo chiếc này rồi. Ở mặt trước đã đẹp như vậy rồi thì mặt sau của chúng ta cũng không kém phần long trọng khi mà cái bộ máy ML156 của Maurice Lacroix được họ sâu hết ra toàn bộ ở cái mặt sau. Chúng ta sẽ có một cái balance wheel đang chạy rất là miệt mài ở đây, và nó ghi rõ đây là calibre 1 ML156 Swiss made với 34 chân kính và có thể được điều chỉnh ở tại 5 vị trí. Chúng ta sẽ có logo Maurice Lacroix Manufacturer này ở dưới đây, và chúng ta sẽ có bốn cái chân kính này được bọc, nó làm giống như bọc vàng gold chatten, nhưng mà đây là nó không không có bọc vàng mà nó sẽ có một lớp nó giống như vàng trắng vậy các bạn ạ, rất là đẹp. Bốn cái chân kính này lộ ra rất là đẹp cùng với cái chân kính ở trên balance wheel. Chúng ta sẽ có một cái bộ máy ở đằng sau được thiết kế cực kỳ tuyệt vời. Bộ máy đằng sau thì nó còn những cái vân đánh xoáy nữa, và đánh xoáy từ tâm của cái balance wheel này, nó sẽ đánh xoáy từ trên này và xoáy dần xuống. Ở đây chúng ta sẽ có cái bộ cót của chúng ta, đây là hai cái cót, ổ cót của chúng ta đó, và các bạn sẽ thấy là bộ máy được họ làm cũng rất là mỹ thuật, cực kỳ đẹp. Quay trở lại mặt trước thì với một cái square view như này thì mình có thể ngắm nhìn cả ngày không chán, và các bạn có thể thấy là khi mình, nó là một cái dòng mà luôn đốc thúc chuyển động, cho nên là khi mà các bạn có quay ra chỉnh giờ thì nó vẫn đang chạy, và chiếc này nó sẽ không dừng kim giây khi nó chỉnh giờ, vì với những cái cơ cấu như này thì nó muốn làm như vậy để tránh cho chúng ta không không bị ảnh hưởng đến cái bộ máy của chúng ta, cho nên là nó sẽ không làm dừng kim giây. Đa phần những cái hãng lớn thì đều sử dụng không sử dụng cái dừng kim giây khi chỉnh giờ, có thể điển hình kể đến như là Vacheron hoặc là AP hoặc là thậm chí là Patek thì họ đều không sử dụng cái cơ cấu đó. Chúng ta sẽ có một mặt dial màu trắng và được làm theo dạng opaline, tức là trắng bóng, trắng trắng nó làm giống như kiểu trắng sứ vậy, rất là đẹp. Và chúng ta có hai cái sub dial này, với cái lớp ở dưới của chúng ta được làm bằng kim loại và có những cái đường chảy tia sunburst rất là đẹp ở dưới. Ở phía trong thì chúng ta sẽ có đó là một cái square wheel, tức là một cái kim dây hình vuông, và cộng với việc là chúng ta sẽ có một bông hoa ở đây để xoay. Và các bạn thấy là những cơ cấu bánh răng nó được làm ăn khớp với nhau rất là đẹp, tuyệt vời. Ở phía góc 3 giờ thì chúng ta sẽ có một cái kim cót báo dự trữ năng lượng, góc 12 giờ thì chúng ta sẽ có đó là logo Maurice Lacroix của chúng ta. Ở đây thì chúng ta sẽ có những cái cọc số thì được làm bằng thép không gỉ và sau đó được sơn đen. Đó, các bạn thấy là sơn đen để cho nó nổi bật trên cái nền mặt dial trắng này. Kim và các cái bộ kim của chúng ta thì đều được làm bằng thép không gỉ đánh bóng rất là đẹp. Kim giờ và kim phút của chúng ta thì sẽ có đây đó là dạ quang, và dạ quang này màu xanh dương, rất là tuyệt vời, nó không phải dạ quang màu xanh lá các bạn ạ. Với size 43 thì như mình nói, cái này lắc ngắn thì rất là dễ đeo. Các bạn có thể thấy là với tay mình thì đeo chiếc này thì hoàn toàn là thừa thãi cả trên cả dưới. Nên anh em chỉ cần tay 16.5 là chúng ta có thể đeo được chiếc này. Và cộng với việc phần thân của nó được làm rất là đẹp, phía thân bên phải và bên trái của chúng ta thì tất cả đều được làm phay xước để tránh những cái vết xước răm không đáng có. Và cái núm của chúng ta ở phía bên phải này thì cũng được thiết kế để chúng ta có thể vặn cót rất là đã tay. Nó có logo chữ M của Maurice Lacroix ở phía trên. Kính của chúng ta sử dụng trên chiếc này đó là kính sapphire và nó được làm cong với đó, các bạn có thể thấy cái độ cong của nó rất là đẹp và ăn khớp hoàn toàn với cái phần thân masterpiece của chúng ta. Cái kính này thì có lớp phủ chống lóa AR cho nên các bạn sẽ nhìn thấy cái mặt dial nó trong suốt như vậy, cực kỳ đẹp. Mặt sau thì ngoài cái bộ máy như mình nói thì nó sẽ còn những cái thông tin như là tên dòng masterpiece này. Chúng ta sẽ có đầu mã là MP7158 này, Swiss made, serial number này, và độ chống nước của chiếc này là 5 ATM. Đi kèm với nó là một sợi dây da cá sấu, và sợi da cá sấu này thì cũng được Maurice Lacroix trân trọng sử dụng trong cái phần phần da rất là đẹp của mình, đó là phần da chuyển từ cái phần như các bạn thấy là vân da vân lớn chuyển dần sang vân bé này, cực kỳ đẹp. Và ở đây thì các bạn sẽ có đó là một sợi một một cái khóa gập
Và khóa gập của dòng này thì phải nói đeo rất là sướng. Trước đây mình đã đeo chiếc Square Wheel màu đen rồi, và thực sự là mình vẫn rất là thích đeo chiếc đó, vì đây là một chiếc đồng hồ mà chúng ta đang có trong bộ sưu tập. Nếu như các bạn muốn có một chiếc có cơ cấu chuyển động mà tuyệt vời như này thì các bạn có thể liên hệ bên mình. Hiện tại mình đang có sẵn một chiếc và sắp tới sẽ về thêm một chiếc nữa, cùng với đó là sau Tết thì mình sẽ về được thêm một chiếc nữa, tất cả đều mặt trắng như này và có mức giá rất là hấp dẫn trong thời điểm hiện tại, đó là 98 triệu so với cái giá chính hãng khoảng 245 triệu. Bên mình sẽ bảo hành cho các bạn 3 năm, cùng với đó là chính sách bao quay đầu đổi trả, cũng như là có thể bao check cho các bạn tại bất cứ nơi nào các bạn thích. Đó. Cảm ơn em rất là nhiều đã theo dõi video, và xin hẹn gặp lại anh em trong video tiếp theo của chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại anh em.